được với cái bài đó thì mình mới kết nối lại được với khán giả, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái vấn đề đó là nhìn xuống, rồi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn lên. Cái thời gian không được tính khi bạn nói, mà nó được tính khi bạn dừng. Cái dừng, cái người chuyên nghiệp về nói là người biết dừng khi nào. Chứ không phải là cái cảm giác của mình đó là khi mình không nói là mình có cảm giác mà mọi người không nghe mình mà không hiểu mình, nên mình cố gắng là thiệt nhanh cho đây. Nhưng thực ra mà không nói mới là cái hiệu quả cao thì cao nhất. Chúng ta đã hãy đi buồn. Ok, tiếp tục em cho.